ra phương án A bị chính loại bỏ, tô tung phương án B, nhiệm vụ nặng nề của ông Tổng. Cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực ở Bộ Công an vẫn chưa kết thúc. Vào ngày 22 tháng 5, Tô Lâm bị Phạm Minh Chính tung đòn bất ngờ, tước bỏ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là đòn hiểm bởi thông thường muốn tước bỏ chức Bộ trưởng Bộ Công an thì Bộ Chính trị và Ban Bí thư ra tay trước. Tuy nhiên, không biết vì sao lần này bên đảng lại không thể lấy lại chức của Tô Lâm. Sự kiện ngày 22 tháng 5 khi Phạm Minh Chính dùng quyền lực nhà nước để tước bỏ quyền của Tô Lâm là cách làm vượt mặt Bộ Chính trị. Về mặt trật tự quyền lực trong đảng, đáng lẽ Phạm Minh Chính không thể làm như vậy. Tuy nhiên, ông vẫn làm mà không những không bị kỷ luật, có khi lại được hoan nghênh. Bởi Phạm Minh Chính đã ra tay cứu Bộ Chính trị một bàn thua trông thấy. Bởi không ai trong Bộ Chính trị muốn Tô Lâm vừa nắm chức Chủ tịch nước lại kiêm luôn chức Bộ trưởng Bộ Công an, đầy quyền lực với hồ sơ tham nhũng của các đồng chí trong đảng. Kế hoạch kiêm nhiệm cả Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an xem như là phương án A của ông Tô Lâm. Phương án này đã bị Phạm Minh Chính làm cho thất bại, thảm hại và rất bất ngờ. Khi nhiều người đang vui mừng ra mặt trước thất bại của Tô Lâm, thì mới đây ông tung ra phương án B, giành vị trí Bộ trưởng Bộ Công an về tay đàn em Hưng Yên của ông. Vì cùng đồng hương nên có thể ông Tô Lâm sẽ có thể điều khiển được Bộ Công an trên vai trò Chủ tịch nước. Vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, Tô Lâm đã giật dây cho Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc triệu tập cuộc họp của Đảng ủy Công an Trung ương để tổ chức bầu chọn ứng viên đại diện cho Bộ Công an ứng cử vào chức Bộ trưởng Bộ này. Kết quả, Bộ Công an chọn Lương Tam Quang để giới thiệu và gửi văn bản của họp này lên Bộ Chính trị, đề nghị xem xét và chấp thuận. Đây được xem là phương án B thay thế cho phương án A đã thất bại của Tô Lâm. Như vậy, dù bị Phạm Minh Chính đánh cho thất bại phương án A, thì chỉ sau một thời gian rất ngắn, Tô Lâm lại tung tiếp phương án B cho thấy sức chiến đấu của Tô Lâm rất mãnh liệt. Phương án B này khiến cho phe đối lập khó đối phó hơn phương án A. Để vô hiệu hóa phương án này, cần Tổng Trọng và cả Bộ Chính trị hợp sức lại, may ra mới có thể giải quyết. Cá nhân ông Thủ tướng không đủ sức để hóa giải nó. Theo tiền lệ, Bộ Chính trị hoàn toàn có thể gạt bỏ Lương Tam Quang mà chọn một ủy viên Bộ Chính trị cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này phù hợp với luật của Đảng cũng như hợp với thông lệ từ trước đến nay. Như vậy, tại sao Bộ Chính trị lại không bày tỏ thái độ với phương án B của ông Tô Lâm? Phải chăng Bộ Chính trị tiếp tục muốn ban ân huệ cho phe Tô Lâm? Hay là Bộ Chính trị đã buộc phải lùi bước trước áp lực nào đấy từ phía Tô Lâm? Hiện nay, Ban Bí thư của Nguyễn Phú Trọng có đến 8 người là ủy viên Bộ Chính trị. Nếu họp Bộ Chính trị, phe ông Tổng sẽ áp đảo các phe phái khác. Vậy mà ông Trọng không loại Lương Tam Quang ngay từ đầu mà lại để cho một Lương Tam Quang thấp bé có thể hiên ngang đòi hỏi chức Bộ trưởng Bộ Công an. Điều đáng nói là Tổng Trọng cũng là ủy viên Đảng ủy của Công an Trung ương, bóng có quyền lực còn hơn cả Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Vì vậy, việc Tô Lâm giật dây Đảng ủy Công an Trung ương để triệu tập cuộc họp khiến ông Trọng hoàn toàn bị động. Và thành công dẫn dắt cuộc họp này lựa chọn Lương Tam Quang là hành động coi thường ông Tổng rất rõ. Phải chăng giờ đây quyền lực của ông Tổng đã không còn đủ để bảo đàn em trong Đảng ủy Công an Trung ương nữa? Cuộc họp Đảng ủy Công an Trung ương vào ngày 28 tháng 5 rõ ràng là hành động nổi loạn, chống lại ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cả Bộ Chính trị. Ấy vậy mà với vai trò là ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Trọng lại bất lực để cho cuộc họp này diễn ra. Xem ra, nhiệm vụ trừ bỏ phương án B của Tô Lâm là không thể dễ dàng với ông Tổng Bí thư nữa rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin ra phương án A bị Phạm Minh Chính loại bỏ, Tô Lâm tung phương án B, nhiệm vụ nặng nề của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Từ chỗ bị Thủ tướng đánh lén, Tô Lâm quyết vùng dậy, đoạt luôn kiếm. Thông tin hiện nay cho thấy Lương Tam Quang là đệ tử ruột của ông Tô Lâm, có khả năng sẽ làm Bộ trưởng Bộ Công an, theo đề xuất của Đảng ủy Công an Trung ương, tại một cuộc họp bí mật vào ngày 28 tháng 5 vừa
vừa qua. Theo thông lệ, vấn đề về nhân sự cấp cao sẽ do Bộ Chính trị quyết định. Khi Bộ Chính trị bế tắc không thể giải quyết được, sẽ đưa vấn đề ra để Trung ương Đảng giải quyết. Nhưng trường hợp của ông Lương Tam Quang thì lại không đi theo lộ trình này và cách giải quyết là chưa từng có tiền lệ. Như vậy, sau khi Tô Lâm bị Phạm Minh Chính đánh lén vào hôm 22 tháng 5 khiến ông bị tước mất chức Bộ trưởng Bộ Công an, thì giờ đây Tô Lâm quyết giành lại chức này cho đệ tử ruột của mình gốc Hưng Yên. Nếu kế hoạch này thành công thì đây là thất bại ê chề cho tập thể cả Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và cho cả phe lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước, Lương Tam Quang thì nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an, là một kịch bản này được ví như việc Tô Lâm đoạt được thanh bảo kiếm của chế độ sau khi bị Phạm Minh Chính ra đòn bất ngờ. Với kịch bản này, sức mạnh chính trị trước đây thuộc về ông Nguyễn Phú Trọng nay sẽ được chuyển sang tay ông Tô Lâm. Nếu nắm giữ được thanh kiếm này, Tô Lâm sẽ quay lại chém các đồng chí để mưu cầu quyền lực lớn hơn. Câu hỏi đặt ra là tại sao Tô Lâm dám qua mặt Bộ Chính trị để tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an nói trên? Một mình Tô Lâm dám cân luôn cả 15 người còn lại, bao gồm cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy sức mạnh thực sự của Tô Lâm là gì? Trở lại câu chuyện Tô Lâm vừa hạ Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Cả ba trường hợp này đều có điểm chung là Tô Lâm cho điều tra các sân sau của họ và dùng hồ sơ đen, đấy là đánh gục các đối thủ chính trị cho mình, để chuẩn bị cho một bước tiến cao hơn. Có thể dự đoán Tô Lâm cũng đã điều tra nhiều nhân vật khác trong Bộ Chính trị cũng theo cách như vậy, nhưng ông không đưa những hồ sơ này lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà lại sử dụng chúng như công cụ để mà đe dọa. Khả năng rất cao là Tô Lâm đã dùng cách này để khiến cho các ủy viên Bộ Chính trị còn lại không dám bỏ phiếu chống lại phương án mà Tô Lâm đã vẽ ra. Sau khi Tô Lâm hạ Vương Đình Huệ, phe Nghệ An như rắn mất đầu. Cơ hội của cá nhân trong nhóm này từng được Vương Đình Huệ hứa hẹn bỗng chốc tan thành mây khói. Có thông tin cho rằng sau khi đánh rắn dập đầu phe Nghệ An, ông Tô Lâm quay ra đàm phán với phe này để liên phe Hưng Yên của ông. Điều kiện trao đổi là phe Nghệ An ủng hộ Lương Tam Quang và ngược lại Tô Lâm sẽ để cho họ yên. Thông tin này cũng có cơ sở bởi Tô Lâm không thể gây thù với tất cả mà cần phải có sự ủng hộ của nhiều người từ Trung ương Đảng đến Bộ Chính trị. Hiện nay các giám đốc công an tỉnh đều là người do Tô Lâm lựa chọn và bổ nhiệm. Đây chính là tai mắt của ông ở các chính quyền địa phương. Chính những người này sẽ có trách nhiệm điều tra các quan chức đầu tỉnh và dùng hồ sơ đấy để sai khiến họ. Cả nước có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì có đến 63 ủy viên Trung ương Đảng và ít nhất là 2 ủy viên Bộ Chính trị có thể bị Tô Lâm điều khiển. Ngoài ra, Tô Lâm có thể dùng tiền để mua sự ủng hộ bởi sau 8 năm nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm không thể nghèo như các bộ khác được. Mỗi năm, Bộ Công an Trung ương cấp cho 100.000 tỷ đồng, tương đương 14,2 tỷ đô la Mỹ, thì đấy là cơ hội để ông Bộ trưởng kiếm trác được rất nhiều và có tiền để mà làm chính trị. Cuối cùng, Tô Lâm có thể phối hợp nhiều cách, vừa đe dọa bằng hồ sơ đen, vừa mua chuộc bằng tiền để đổi lấy được sự ủng hộ của các thành viên Trung ương Đảng. Với 185 ủy viên Trung ương, Tô Lâm phải thu phục trong tay ít nhất là 93 hồ sơ đen trong đó. Trong màn đấu đá tranh giành quyền lực ở cung đình, Tô Lâm hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Thực tế hiện nay, Tô Lâm đã ép được Bộ Chính trị phải nhượng bộ một phần. Một khi đã ép được Bộ Chính trị nhượng bộ hoàn toàn, thì kẻ nào từng đánh lén Tô Lâm, ắt có ngày bị ông Chủ tịch họ Tô tính sổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin từ chỗ bị Thủ tướng đánh lén, Tô Lâm quyết vùng dậy, đoạt luôn kiếm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.